Mỗi ngày đêm, Đồng Nai cung cấp khoảng 3.000 đến 4.000 con heo hơi cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn được tiêu thụ tại chợ đầu mối Hóc Môn. Do dịch bệnh, chợ này đã ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, nên lượng heo hơi về đây giảm mạnh. Ghi nhận tại huyện Thống Nhất, huyện có số hộ chăn nuôi heo lớn nhất tỉnh Đồng Nai, đã có 5 xã đóng cửa, các đường lớn đường nhỏ liên xã đều đóng, các khu dân cư bị cách ly nên thương lái không vào được. Chỉ trong 6 tháng, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 8 lần. Giá heo thấp lại không bán được khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ như ngồi trên đống lửa vì không còn tiền mua thức ăn cho đàn heo trong chuồng. Cách đây một tuần, giá heo hơi đã xuống dưới 60.000 đồng 1 kg. Một số chỗ giá chỉ còn 50.000 đồng 1 kg. Bà con đã phải ngậm đắng nuốt cay, bán ra dưới 50.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc người chăn nuôi thận trọng trong việc tái đàn có thể giúp thị trường cân bằng ở thời điểm hiện tại, giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hơn vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sẽ dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung vào thời gian tới.